Xin chào cả nhà. Cả nhà thấy đau lòng ghê không? Những cái chùm mận á, nó nặng quá và nó rớt xuống dưới đất và nó dính trên mấy cái cây á, và Thao thấy được là nó đã gãy từ lâu rồi. Nó nặng quá, mấy trăm trái luôn mà nó nặng quá. Cái nó không có chịu nổi và nó rụng xuống. Mình thật sự mình không ngờ. Mình không ngờ có ai giống mình không. Mình cứ tưởng tượng là cái mộng. Mình buồn ghê. Gãy luôn nè. Đó, bây giờ mình phải đi mua cây gì đó để mà mình chống nó lên. Uổng ghê luôn á anh. Quá trời uổng. Tụi mình không ngờ mà cái cành như vậy bự vậy nè mà nó gãy. Ôi là trời. Quá nặng. Nặng quá trời nặng luôn, nó nổi gãy luôn. Trái quá trời. Uổng ghê. Cái này nữa. Mình trồng cây, mình tưởng đây năm này. Bây giờ anh Thiện muốn đi mua cây. Tại vì á, trái á, nó không có mọc từng trái mà nó mọc từng chùm á. Thành ra nó nặng quá, nó gãy cây luôn. Ôi, có ai bị giống Thao không ta? Lần đầu tiên Thao trồng cây á, Thao đâu có biết đâu. Thao đâu có ngờ, đúng không? Mình không có ngờ, tại mình nghĩ là cây thì có trái thì nó phải adapt với môi trường chứ sao mà mình không có biết không. Rầu ghê. Từng chùm chùm vậy đó. Mà cái chùm đó là nhiều nhất luôn. Chùm này nhiều nhất. Nhiều kinh hồn. Chùm này nhiều kinh khủng luôn. Bạn thấy không? Nhiều lắm. Gãy hết rồi. Mới đi mua gỗ về đây. Bây giờ anh Thiện đóng vô. Ăn rồi đi vô ăn rồi đóng anh ơi. Rồi sợ trời tối. Sợ trời tối. Vậy giờ sao? Rồi anh chúng tôi cũng cưa mấy cây. Chừng 3 phút nữa là xong. Mấy làm thôi. Cái cọc dày để mình dễ bỏ xuống á. Đây ba cái cây anh Thiện mới mới chống lên. Mình mới ăn cơm xong hả? Đây. Mới ăn uống xong rồi ra thì trời cũng sập tối. Đây cắt nhiêu em cắt cho. Em đâu có biết cắt nhiêu đâu. Mấy cái em. Đóng đinh á, phải nhà mình phải đóng cái cây xong mình đóng cái đinh rồi mình mới lấy cái này nè anh. Chỗ nào thì cột chỗ đó, không có níu qua. Lấy cái búa đóng xuống không anh? Nghĩ đây lấy cái búa đóng xuống chứ cái cột sao rung rinh vậy. Cái cột em thấy rung rinh không được. Cái cột rung rinh là không được rồi anh ơi. Quặng xuống là nó không có ấy rồi. Hả? Nó quặng nặng thì nó mới gãy, rung rinh chút xíu thì không sao. À, nhưng mà cái cột á, em nghĩ phải lấy cái gì đóng xuống á anh. Cái cột nó vững một chút đi. Cho anh giấy dây đi.
Cái đây nữa nè, cái này nặng nè. Nặng quá trời luôn. Đóng xuống cái đã. Đừng đẩy nữa. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Trồng cây thật là gan ghi go. Bên kia luôn anh. Lắp quan vừa làm. Ok. Rồi bây giờ con dây. Dây. Cái cành nó qua cái cột, cái xong cái mình cột. Cột lại để cho nó đừng có bị níu á. Gãy cành á. Hình như nó cũng còn trĩu ha anh. Như phải cao lên chút không ta? Đổ nguyên chùm. Mình đâu có để ý đâu, mình đâu có ngờ là cành nó sẽ bị gãy ha. Mình thấy một chùm 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 vậy mà nature mình tưởng đâu là tự nhiên nó phải oằn quẹo gì đó. Mình tưởng vậy, mình không ngờ, thật sự mình không ngờ luôn. Rồi dây đó. Đó, trời ơi, chùm nào chùm nấy. Quá nặng. Nè. Ngoài nó chịu không nổi em. Dạ hả? Cây nó nhỏ, cái cành nó nhỏ, nó chịu không nổi đâu. Ôi ôi. Sao đó giờ mình có giờ mình thấy ai mà trồng cây mận mà phải làm vậy không ta? Có ai không ta? Còn mình chưa bao giờ thấy, mình thấy cây thanh long thì có. Nhiều lắm anh ơi, bên đây nè. Nhiều lắm bên đây nè. Bên đây anh ơi. Đây nè. Đóng thêm một cái cây ở đây anh ơi. Đóng cây bên đây. Trời ơi, bên đây gãy luôn rồi. Bên đây gãy nè. Thấy không? Cái này gãy rồi. Còn dây buồn quá. Còn dây thì để làm. Quá thục rồi anh chứ. Kéo lên anh ơi, kéo lên. Không biết được không á anh, gãy đó, gãy đó. Kéo lên luôn đi. Xích lên trên á. Lên trên đó. Lên trên vậy nè thì nó không có bị trĩu quá. Mình đỡ đó. Kéo lên, kéo lên. Để thôi. Không có gì rồi. Mình phải đóng đinh vô. Trời ơi, cả nhà mình thấy không? Bây giờ không phải là 2-3 cành nữa mà quá trời cành luôn. Trong lúc mà vợ chồng của mình cột những cái dây lên đó, thì mình phát hiện ra bao nhiêu là cành gãy luôn. Buồn ghê. Kệ. Cái đó thì cái đó cũng là kinh nghiệm của mình. Có gì sang năm mình o bế ha anh ha. Sang năm mình o bế nhiều hơn. Mình đứng rửa chén đây nè. Rồi mình nhìn ra ngoài.
mình cứ mơ tưởng một ngày nào đó mình khoảng một tháng nữa là mình sẽ có những cái trái mận nhiều nhiều để mình ăn, nó ngon lắm nha. Trời ổn ha. Bây giờ cuối cùng là một đống như vậy, mấy trăm trái như vậy chưa chín mà đã bị gãy cành hết rồi. Gãy vậy nè, nó đau lòng chứ anh, không gãy đau lòng chứ. Đây nè, cành gãy nè. Còn ra bự nữa. Gãy trắng nữa. Dạ. Gì anh? Mất mận nó ra bự, nó nặng dữ nữa. Thì đó, mới vậy, quá nhiều trái. Ừ. Có bao giờ nghĩ là sai trái dữ anh hả? Ừ. Mơ tưởng sao giờ? Năm ngoái là có 2-3 chùm hả? Hả? Năm ngoái? 2 chùm. Năm ngoái là 2 chùm nhưng mà ít lắm. Ừ. Nó ít lắm. Mỗi chùm khoảng chục trái là cao chứ không có như bây giờ. Bây giờ thì quá trời luôn, nhìn tiếc nhưng mà thôi kệ, cũng như là một cái kinh nghiệm của mình để năm sau thì mình sẽ có trái và mình không có bị rụng như vậy nữa, sang năm làm đóng nhiều cây hơn, chùm nào ra một cái là cột lên, chùm nào ra cột lên. Không biết cả nhà có ai bị giống Thao không ta? Cái mận non mình có làm gì được không? Cái này chỉ có... Ủa, ổn hả? Thì mấy cái trái bự thì mình cứ ăn đi. Nó chưa được ngọt, đúng không? Nhưng mà nó giòn. Có ai, cả nhà mình có ai bị giống Thao không ta? Hả? Bụng nặng quá, gãi lưng. Mà thôi, nhưng mà mình nghĩ đó là cũng kinh nghiệm của mình. Thì cả nhà mình có ý kiến hay là có cái phương pháp gì á thì cho mình biết. Mình nghĩ là những cái cành này nó phải dẻo dai nè, mình không ngờ nó khô vậy á. Tại vì luật tự nhiên là cành phải ra trái, đúng không? Mà ra trái mà là phải giữ được, đúng không? Tự nhiên cứ rụng như vậy. Không biết là lý do tại sao ta? Tại gió không? Không, mấy lâu này không có gió. Cali mấy ngày, mấy tháng này đâu có gió anh. Ngược lại cả nhà. Ừ, thường giống như bà bầu có bầu một con, rồi có bầu ba con nặng lắm. Không, bây giờ vậy nè. Không biết tại sao mà anh Thiện hồi nãy giờ là nói cái chữ có bầu là 4-5 lần rồi. Đại có trái, cây có trái giống như là có bầu rồi. Nhưng có bầu mà chưa đến đang lần. Có bầu nhưng mà chưa đến ngày khai hoa nở nhụy là cái này. Là ý anh Thiện nói là cái này là có bầu nhưng mà chưa đến ngày đến tháng. Cảm ơn mọi người nhiều. Có ý kiến gì cho Thao biết nha. Hẹn gặp lại tất cả trong những video lần khác. Hẹn gặp lại tất cả trong những video lần tới. Bye bye. Bye.